Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với Top KVN. Trước mắt quý anh chị các bạn là chiếc xe Mitsubishi X-Sport phiên bản Exit, phiên bản số tự động tầm tiền dễ tiệm cận nhất hiện tại đang phân phối của dòng xe X-Sport. Phiên bản mà trong video ngày hôm nay, thời điểm những ngày cuối cùng của tháng 10 năm 2024, Top KVN sẽ cập nhật về chính sách giá bán hàng khuyến mại tại thời điểm này đang xả rất mạnh dành cho X-Sport Exit này, bao gồm cả tiền mặt, cả phụ kiện, cả bảo hiểm. Tổng của nó có thể coi là 100% lệ phí trước bạ của các bạn ạ. Một chiếc xe mà với mức niêm yết của nó đang là 640 triệu đồng, đại lý thì đang giảm về tiền mặt là 51 triệu đồng cho cái phiên bản này, giá xe còn lại là 589 triệu đồng. Vậy để lăn bánh được ở tỉnh của nó sẽ bỏ ra là 656 triệu, ở Hà Nội là 689 triệu và Thành phố Hồ Chí Minh là 676 triệu đồng. Ở tỉnh là 656, ở Hà Nội là 689 và Thành phố Hồ Chí Minh là 676. Quà tặng có dán kính, có trải sàn, có camera hành trình và 1 năm bảo hiểm thân vỏ nữa. Nếu như mà lấy trả góp cái bản này thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu đâu đó sẽ là 185 triệu, ở Hà Nội là 218 triệu và Thành phố Hồ Chí Minh là 205 triệu đồng. Tỉnh là 185, ở Hà Nội là 218 và Thành phố Hồ Chí Minh 205 theo phương án mà chúng ta lấy trả góp. Đó là về mức giá tại thời điểm này của X-Sport Exit, bản số tự động tầm tiền dễ tiệm cận nhất. Ngày trước thì có cái phiên bản GLX nữa, nhưng cái phiên bản đấy thì gần như là không phân phối nữa. Và trước mắt quý vị các bạn đó là X-Sport Exit màu đỏ. Nhân tiện video này mình xin phép là giới thiệu nhanh qua luôn những option, những trang bị, những an toàn, những tiện ích tiện nghi của phiên bản này dành đến khách hàng lần đầu tìm hiểu, để xem rằng với mức giá này lựa chọn phiên bản này của X-Sport có ok hay không nhé. Về phần mặt ngoại thất thì cái phần mặt ca lăng của nó thì vẫn rất giống với cả hai phiên bản GLX và phiên bản Premium thôi. Vẫn là những cái chi tiết nổi khối 3D được sơn màu đen bóng, nhìn ở cái phần đầu này cực kỳ là khỏe khoắn, đúng không ạ? Ngoài ra nữa thì chiếc xe này ở bên dưới này nó có cái thanh cản trước thì cũng sơn cùng màu thân xe, và có được trang bị luôn cả cái đèn gầm nhá. Lên phiên bản Exit này chúng ta có đèn gầm rồi, bản GLX thì nó không có đèn gầm. Đèn gầm của nó là dạng LED projector. Đèn pha cốt của nó cũng là dạng LED projector anh chị nhé. Với X-Sport này thì cả ba phiên bản đang phân phối đèn pha cốt đều là dạng LED projector hết, cho ánh sáng màu trắng của các bạn ạ. Đó là những cái thông tin cơ bản nhất trang bị về cái phần đầu xe này. Đấy. Tiếp theo nữa là sang cái phần sườn thì chúng ta đã quan tâm về cái la răng. La răng của bản này thì giống với phiên bản Premium rồi, la răng được phay xước đi giữa màu bạc và màu đen bóng, đúng không ạ? Cả bốn bánh của nó đều là phanh đĩa rồi, có ABS, có cân bằng điện tử, có phân bổ lực phanh điện tử, có hỗ trợ khởi hành ngang dốc, có kiểm soát lực kéo, lốp sử dụng là đan lốp anh chị nhá. Đấy, bản này thì la răng của nó nhìn mượt mắt hơn, nhìn khỏe hơn, giống bản Premium luôn rồi. Cái gương chiếu hậu là gương gập điện chỉnh điện nhá, gương gập điện chỉnh điện và được sơn cùng màu thân xe và có tích hợp chỉnh nhà trên gương. Tay nắm cửa thì là cũng được sơn cùng màu thân xe, nhưng có tích hợp luôn cái nút mở chìa khóa thông minh Smart Key ở đây. Bản này thì mới có tích hợp Smart Key nhá, thế còn bản tiêu chuẩn của nó thì không. Chúng ta bấm đóng mở khóa cửa thông qua nút bấm ở trên cái chìa khóa đấy cô chú các bạn ạ. Còn riêng cái bản này hay phiên bản Premium thì chỉ cần đeo chìa khóa bên người thôi, đóng mở thông qua cái nút đen đen vừa rồi đấy. Thế còn về khu vực đuôi sau này của cái dòng xe X-Sport, phải nói là mình nhìn chiếc xe này nó rất là thể thao anh chị ạ, trẻ trung. Đấy, đó là những cái cảm nhận bên ngoài, cảm quan bên nhà ngoài khi mà nhìn về cái dòng xe X-Sport này rất là đẹp. Đấy, đuôi sau của nó đây, đèn LED phía sau đúng không ạ? Đèn thông của nó cũng là dạng LED rồi, đi trời tối thì chắc là cực kỳ là nổi bật luôn với cái kiểu chiếc khoang vừa rồi. Cũng đường ngoài đô thị là 5,6 và kết hợp của nó là 6,4 nhá. Máy 1.5 hộp số CVT với cái dòng xe X-Sport này. Máy 1.5 hộp số tự động vô cấp CVT mượt mà nhá. Ở đây chúng ta có cái camera lùi tích hợp sẵn theo xe này. Đấy, cam lùi tích hợp sẵn theo xe luôn. Có hình ảnh để chúng ta căn lùi mọi cái nó dễ dàng hơn. Ở bên trên này thì anten của nó là dạng vây cá mập rồi. Đó là về phần ngoại thất, cơ bản mình giới thiệu nhanh thôi. Thế còn về nội thất bên trong của phiên bản Exit này, nội thất bên trong của nó thì hoàn toàn là màu đen nhé. Ghế da đen, top la đen. Cái ghế của nó thì hiện tại đang ghế nỉ, mình nhầm. Bản
này nó vẫn là ghế nỉ nhá, lên cái phiên bản premium nó mới là ghế da của chứ các bạn ạ. Nhưng mà nó là màu đen, anh chị giữ gìn được thì chúng ta để đi, còn không giữ gìn được thì chúng ta nên bọc một cái bộ ghế da anh chị ạ. Khi mà chúng ta bọc ghế da thì chúng ta bọc muốn cái màu gì thì chúng ta bọc, đúng không ạ? Màu be cũng được, màu đen cũng được, màu đỏ cũng được, màu trắng được, tùy anh chị ạ. Đấy, còn hiện trạng của nó thì đang là ghế nỉ giống với cái phiên bản GLX nhá. Đấy, bản này thì hiện tại bản này thì túi khí được trang bị là 4 túi khí nhá, nó giống với phiên bản GLX. Lên bản Premium thì có 6 túi khí. Vô lăng của nó đây, có điều chuyển âm lượng, điều chuyển kênh, đèn pha, cụm điều chỉnh đèn, rồi là đây là cái cửa gió điều hòa nhá. Bản này thì chưa có điều chưa có đèn pha tự động đâu nhá. Phải lên phiên bản Premium thì có đèn pha tự động, còn bản GLX thì không có. Đó là những cái trang bị mà mình cũng giới thiệu qua nhanh luôn. Màn hình giải trí cũng có, màn hình giải trí của nó thì nó là màn hình giải trí 8 inch nhá. Đấy, có kết nối Apple CarPlay, Android Auto bình thường. Hệ thống điều hòa thì lên cái phiên bản Exit này, hệ thống điều hòa của nó là auto tự động rồi và điều hòa hai vùng độc lập luôn anh chị ạ. Lên bản này điều hòa hai vùng độc lập rồi. Nút đèn nổ start off này, phanh tay điện tử, rồi là auto hold này. Đấy, rất là ok. Và tóm lại là chiếc xe này phiên bản này thì có cái ghế da là chúng ta nên nâng cấp. Nhưng mà hiện tại với anh chị khách hàng nào ở miền Bắc nhá, đang được tặng cái bộ ghế da đấy anh chị ạ. Đàm phán thì đang được tặng. Và ngoài ra nữa có tặng dán kính, có tặng trải sàn, có tặng camera hành trình rồi. Và tóm lại là lấy bản này tuy là thiếu một vài cái nhưng mà chúng ta về cũng chỉ việc đi thôi. Option trang bị cơ bản cần thiết thì đã được tặng rồi. Không gian nội thất bên trong như vậy, điều hòa hai vùng độc lập. Đấy, option của nó như mình vừa giới thiệu qua nhanh để chúng ta có thể nắm được. Thế còn cái phần tắt đi cửa của nó đây, lẫy mở cửa thì cũng được ốp mạ chrome rồi, đúng không ạ? Ở đây thì các nút bấm lên xuống kính vị trí người lái sẽ là auto tự động một trạng, điều chỉnh mặt gương, đóng mở cục gương điện anh chị ạ. Đấy, tắt đi cửa thì cũng đã được bọc ra rồi. Hàng ghế thứ hai của cái dòng xe X-Sport này thì các phiên bản giống nhau thôi, cơ bản là ok nhé. Phần cúp cỡ B thì chúng ta cũng không quá lăn tăn về cái hàng ghế thứ hai này. Có cái cỡ A thì nhiều khi chúng ta còn phải lăn tăn, còn phải so sánh, chứ còn cỡ B là mình thấy là cũng ổn. Dù là đây mỗi chiếc xe mà có cái kiểu dáng thiết kế phải nói là thể thao thì nhiều khi là cái không gian nó bị thu hẹp lại, nhưng với X-Sport này thì không vấn đề gì anh chị ạ. Có cửa gió điều hòa cho người ngồi ở hàng ghế thứ hai luôn. Vậy thì trên đó là mức giá của Mitsubishi X-Sport phiên bản Exit, cũng như là Top Car VN giới thiệu nhanh qua những option, những trang bị của nó dành đến khách hàng mà chúng ta đang lần đầu tìm hiểu. Phần giá thì mình cập nhật ở phần đầu của video rồi. Anh chị nào mà chúng ta quan tâm về cái phiên bản này hoặc cụ thể một cái phiên bản nào đó, hãy cứ gọi giúp mình theo cái số hotline ở ngay bên dưới góc trái mình ở đây. Ở miền Bắc thì nhờ quý chị các bạn hãy gọi hotline ở miền Bắc. Thế còn ở miền Nam thì nhờ quý chị các bạn hãy gọi hotline ở miền Nam, có thể qua xem xe, lái thử, trải nghiệm thực tế, quyết định cho nó dễ.